Chào anh em nhé. Mới nhận con Samsung A01 nha anh em. Cảm ứng liệt nha. Bể cảm luôn. Bể cảm liệt màng luôn nha. Bấm không được luôn. Nhưng mà con này là thay cảm ứng được nha anh em, khỏi phải thay màng. Khỏi phải thay màng, đa số là thay màng nhưng mà con này là cái cảm nó dính trên cái màng á, nên là liệt. Mình chỉ việc thay cảm ứng thôi nha. Rồi, tiến hành nha anh em.